Tối qua con vừa xem bộ phim rất hay, thấy siêu nhân bay 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 vòng quanh đó đây. Tối nay con nằm mơ được như siêu nhân, đến nơi đây đến nơi kia giúp đỡ mọi người. Ba đi làm về có mệt hay để con đi rót nước cho nhà? Cô ơi con xuống phố này để con giúp cô. Luôn luôn yêu thương tràn hoa và luôn hết mình khi các bạn cần. Con cũng muốn là siêu nhân. Sức khỏe tuyệt vời, kiên cường siêu mạnh như papa, rất khéo leo bay lượn chắc chắn là mama. Xuống cam chân sợ gì, nhanh thật nhanh là em chớp chớp, luôn yêu thương mọi người thì xa là em tan cuốn. Có sức khỏe tuyệt vời, ta cùng quân mình cao lên nhé, luôn can đảm phi thường, ta cùng nhau sát cánh. Luôn luôn nở nụ cười và kề vai mình đoàn kết nhé, vừa giúp đỡ mọi người thì ai cũng là siêu nhân. Super kid, super cool, super kid and super cool, super kid, super cool, super kid and super cool. Em cũng là siêu nhân. Em nhớ bố, bố bị sao vậy? Đúng rồi, đây là túi thần kỳ, vừa có thể uống nóng, vừa có thể uống lạnh. Nói á, nếu mà bị ốm, uống rượu nóng là sẽ khỏi. Nhật đi nhật, nhưng mà giật thì vẫn thật. Tìm kiếm tài năng xin được phép. Đó. Tony TV với phần trình diễn tài năng võ thuật. Sao ngươi lại đánh ta? Xin lỗi, ta đang bắt chước theo bọn nhóc kia thôi. Mà ngươi thấy động tác của ta có đẹp không? Động tác thì thấy ghê. Ngươi nghĩ với những động tác tào lao đó ngươi đánh được ai? Ngươi xem thường ta hả? Ta nói cho ngươi biết, ai ta cũng có thể cần hết. Bọn chúng có ngon thì cứ tới đây. Ngươi lại đánh ta. Ba ba bự và ma ma bay, đã đến lúc ngươi thể hiện rồi đó. Có vũ khí thì vẫn tốt hơn. Các ngươi cả gan lắm mới dám tới đây. Chúng ta đến để ngăn chặn kế hoạch của các ngươi. Được lắm, để xem các người đối phó với bọn ta thế nào. Hãy xem đây. Hả? Hey, chịu chết đi. Thất bin, thất bin. Sao lại hết pin vào lúc này? Lão bụi, tại sao hồi nãy không lo sạc pin đi? Chính người cũng lo chơi, không chịu sạc mà nói ta. Ngươi đó, ngươi mới là không lo sạc đó. Ngươi, ngươi, là ngươi. Ngươi á. Ê nào, là ngươi. Không có chiếc máy đó các ngươi chịu thua đúng không? Hay các ngươi vẫn còn bọn lính ở trong căn cứ? Đúng vậy, có giỏi thì gọi chúng ra đây hết đi. Không cần các ngươi phải nhắc. Các ngươi đâu? Ra đây hết cho ta! Ha 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 ha!
Hồ Lô, tiếp chiêu đi. Bọn ta cũng tới đây. Đừng nói nhiều. Các ngươi đâu? Xong lên. Tiếp chiêu đi. Mi nhận lấy. Cùng là phần thi của nhóm BBTV với mang tên Nhảy Hiện Đại. Máy của tớ cũng vậy. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Các người đã thấy chưa? Rõ ràng là các em bé ngoan đang đắm chìm vào trong chiếc máy công nghệ của ta. Và chúng nó không còn thiết tha gì đến chuyện tập luyện nữa hết. Chẳng bao lâu nữa, chúng nó sẽ trở nên xấu xí, ngu si, u lì, béo phì như một ổ bánh mì. Ông hay lắm, tiến sĩ Đơn. Người già mà khen khách sáo như sao chứ. Tốt, chúng ta phải ghi hình lại cảnh này mới được, để có bằng chứng vạch tội tiến sĩ Đơn. Chị yên tâm, cứ để Tám Tước lo. Tám Tước giỏi quá. Các người đã thấy chưa? Rõ ràng là các em bé ngoan đang đắm chìm vào trong chiếc máy công nghệ của ta. Và chúng nó không còn thiết tha gì đến chuyện tập luyện nữa hết. Chẳng bao lâu nữa, chúng nó sẽ trở nên xấu xí, ngu si, u lì, béo phì như một ổ bánh mì. Ôi, nếu không có máy, chúng mình không thi được đâu. Đúng rồi. Hay là chúng mình bỏ cuộc đi. Không, 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 không. Đừng, đừng bỏ cuộc. Các bạn nhảy rất là đẹp, các bạn làm được mà. Tụi mình không làm được đâu. Tụi mình đã quá ỷ lại vào cái máy mà không lo tập luyện gì cả. Thực ra những cái máy công nghệ này vẫn giúp ích cho chúng ta nếu như chúng ta sử dụng đúng cách. Bình thường các bạn rất là hay xem bài nhảy này rồi đúng không? Bây giờ các bạn chỉ cần nhớ lại, sau đó làm theo là được. Tụi mình có thể làm được sao? Tin mình đi, mình làm được, các bạn làm được, chúng ta cùng làm được. Nhưng mà trang phục của chúng mình... Các bạn đừng lo, đã có áo khung đây rồi. Áo khung? Đúng như vậy, đây chính là những chiếc áo khung dạ quang. Nó sẽ phát sáng trong đêm và làm cho các bạn nổi bật hơn đấy. Ngoài ra, khi kết hợp nó với vòng tay vận động,
nó sẽ đến bước chân và giúp cho các bạn khỏe mạnh hơn trong từng bước nhảy. Wow. Cảm ơn Tiểu Bảo Bảo. Thực ra thì đây không phải là áo của mình đâu, mà đó chính là món quà của cô hiệu trưởng dành cho chúng ta đấy. Cô hiệu trưởng? Đúng vậy. Cảm ơn mẹ. Đi xin đâu? Đứng lại! Đứng xin đâu? Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Con cảm ơn mẹ. Mẹ, mẹ đây đợi con nhé. Bây giờ phải xử lý như thế nào đây? Chiến thắng này có được là nhờ sự thông minh và nỗ lực của Thơ Nguyễn và Tám Tuốt. Vậy các con có ý định như thế nào? Dạ con thấy tiến sĩ Đơ cũng tội nghiệp lắm. Ông ta có tuổi thơ không được hạnh phúc nên mới hay ghen tị với niềm vui của mọi người đó ạ. Con cũng thấy ông ta đáng thương hơn là đáng trách. Dù sao, nhờ có tiến sĩ Đơ mà chúng ta mới có được một cuộc thi để cùng nhau cố gắng. Sau tất cả, chúng ta đã đoàn kết hơn. Và con cũng nhận ra một điều, trên đời này không có một cỗ máy nào giúp chúng ta thành công một cách nhanh chóng. Mọi thứ đều phải đến từ sự siêng năng, chăm chỉ, cố gắng luyện tập mỗi ngày. Cô cũng đồng ý với ý kiến của Thơ Nguyễn và cả Tám Tuốt nữa. Cô thấy ai cũng có sai lầm hết. Nếu mà chúng ta cho họ cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình, lấy yêu thương hóa giải hận thù, thì cô nghĩ rằng là chúng ta sẽ giúp họ nhận ra được những điều rất tốt đẹp trong cuộc sống này. Cô nói như vậy, các em có đồng ý không? Đã. Các bạn ơi, đeo vòng tay và vận động mỗi ngày. Sao thì tập luyện cùng ba ba bự cho virus không còn nơi định cư, cho mọi thứ
bệnh cho bệnh lui đi xa. Cố lên vì ngày mai vươn cao nào, tập thể thao cao lớn cùn cứu nhanh hành tinh xanh. Tập lên vai những đam mê tiếp cho papa thêm sức mạnh, tập lên vai những đam mê sẵn cho thân ta thêm sức đề kháng. Tám tay chân chân tiến lên cùng papa xuống pha ra sân, tập lên nối tiếp đam mê sẽ mang cho thân ta càng tràn đầy khát khao. Tối qua con vừa xem bộ phim rất hay, thấy siêu nhân bay 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 vòng quanh đó đây. Tối nay con nằm mơ được như siêu nhân, đến nơi đây, đến nơi kia giúp đỡ mọi người. Ba đi làm về có mệt hay để con đi rót nước cho nhà? Cô ơi con xuống phố này để con giúp cô. Luôn luôn yêu thương tràn hoa và luôn hết mình khi các bạn cần. Con cũng muốn là siêu nhân. Ai cũng là siêu nhân. Có sức khỏe tuyệt vời, kiên cường siêu mạnh như papa. Rất khéo léo bay lượn chắc chắn là mama. Xuống cam chân sợ gì, nhanh thật nhanh là em chớp chớp. Luôn yêu thương mọi người thì xa là em tan tuốt. Có sức khỏe tuyệt vời, ta cùng quân mình cao lớn nhé. Luôn can đảm phi thường, ta cùng nhau sát cánh. Luôn luôn nở nụ cười và kề vai mình đoàn kết nhé. Cứ giúp đỡ mọi người thì ai cũng là siêu nhân.